It's now or never. I will protect you. Nhìn có vẻ rất gì vậy này nọ nhỉ. Chaos is the preferred state of nature. Có tiền không? Có tiền thì mình mua modern, không có tiền thì mình bỏ đi. Lại ten 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 rồi đó, ghét rồi đó. Phải táp ra táp vô cho nó đỡ ten các bạn ạ. Lại ten, ten suốt ngày. Bài này sao giống bài kiếm khách quá vậy ta? Nhìn nghe mùi giống mùi kiếm khách quá ta. Nó có bùa đỏ nó lợi quá. Cái bùa đỏ mạnh thực sự. Wow, kiếm khách à? Mình nhìn giống kiếm khách lắm rồi đấy. Mình nghĩ là kiếm khách rồi đấy. Fiora kiếm khách siêu công nghệ. Maybe. Không có con thêm con siêu công nghệ nào. Hơi buồn. The time of man has come to an end. Has come to an end. Nếu có đầy máu để ghép bùa đỏ luôn.
ai đái sợ thế nhở? Kiếm sở khác, kiếm khác siêu công nghệ à? Sáu kiếm khác, ba siêu công nghệ. Mấy kiếm khác giờ? Chơi mấy kiếm khác đi ta? Không có Lucian nữa luôn ấy. Mình lượm nhiều BF để mình chơi Irelia. Không có đai máu chán thật. Không có gì luôn. Lừa thế nhở. Bài nó cứ mỗi thứ một tí các bạn. Chơi cái gì giờ? Bài nuôi Zihin cũng được này. Cứ mua mấy con tiên phong đi. Xem tí nuôi Zihin cũng được. Sắp thiên thần rồi này. Vô cực cung săn đồ. Bài gì hết ta? Bài gì vậy các bạn? Bài này là bài gì? Không hiểu luôn á. Bài này là bài gì nhỉ? Thì đây đang tính Luzi hoặc Ire đây. Trời ơi, tưởng thì rồi chứ. Rồi không có đồ à? Mình nghĩ là chơi 6 kiếm khách đấy. Các bạn, theo các bạn nghĩ mình có nên Hyperdrome và Fiora 3 không? Drone 9 tiền đi, một con. 9 tiền thôi. Hai con. Xem. Cái cuối. Rồi không chơi nữa. Rồi ván này chơi kiếm khách rồi. Kiếm khách siêu công nghệ.
kêu rồi, kiếm khách rồi. Kiếm khách chắc rồi mà không biết kiếm khách gì thôi. Bỏ Vi. Để Cassadin tí kiếm Ire. Kiếm khách rồi mà không biết kiếm khách gì. Thôi cứ kiếm cho kêu cuồng đao cái đã. Rất tinh thần để dành cho Ire. Ire rất tinh thần biết kiếm. Rất tinh thần vô cực. Izuan cất. Ui. Một cú Izuan cất. Kiếm con Irelia. Mình sẽ xài con Leona để lấy tiên phong. Xong tí mình kẹp vũ công lấy thời không là đẹp. Ván này mình không cần 3 hết đâu. Z2 Sen 2 Yasuo 2 là được. Mình sẽ lấy con Fiora với lại con Kale làm chủ lực. Fiora Kale và Ire làm chủ lực. Yasuo cung chết mẹ. Ừ hên quá nó không ghép Yasuo 2. May quá lấy cái cung này nó cũng không ghép Yasuo 2 đâu. Vẫn còn may. Rồi cho con kêu cái cuộc đao đi. Kêu chỉ cần một cái cuộc đao là đủ rồi các bạn ạ. Mình xài Leona với lại Wukong là có hai con tiên phong. Thì hai con tiên phong bây giờ nó trâu lắm. Wukong 2, Leona 2. Rồi tí bỏ cát, khi nào lên chất 9 thì xài cát sau. Gì nè, Yasen nè, Yasuo nè, đó kêu cuồng đao nè, đó Sen gì với con này lên rồi. Ok tạm vậy đã. Đồ ít mà, bây giờ mới có 2 đồ rưỡi à. Giờ chúng nó 3 đồ mấy, 4 đồ rồi. Ván này chắc là mình nghĩ mình sẽ bỏ Yasuo đó. Tí nữa có Irelia mình sẽ bỏ Yasuo, không xài Yasuo. Yasuo bây giờ phế phẩm rồi. Yasuo bây giờ quá quỷ bắp. Xài Ire nè, xài lên chết cho cát vào nè, lên chết để cho Wukong vào. Có thể mình bỏ siêu công nghệ 9. Hoặc là bỏ cát cũng được, bỏ cát mất vũ trụ ma tạc, phí nhở. Bỏ siêu công nghệ trước đi. Ừ đồ mà dồn hết đâu chim chơi chán lắm. Chết bị thọt đấy. Thank you.
can tí nha. Châu kiếm khách. Show. Hey cha. Show. Thì kiếm Ire bắn Yasuo. Ôi đại bác luôn, đại bác cũng đau rất thiên thần. Thôi kêu đồ thế giới rồi các bạn ạ. Quá nhiều BF. Quá nhiều BF cho một game. Giờ để BF cho Irelia nữa là tuyệt vời. BF chúng ta để cho Aegean, cho Irelia nữa là perfect. Irelia, bây giờ lại đi lượm giáp à? Cho Firazeke cũng được đấy nhở. Đã đưa xe lên trên Firazeke ở đây, xem cho Ire ở đây. Cho Ire cầm một cái giáp thiên thần nữa. Được đấy nhở. Ma vì gặp bảo thật vô cực kìa. Phải đái không? Để đấy, ván này mình muốn lên 9. Ván này tôi muốn chơi trên level 9 luôn. Ire cho đây nè. Cát ở đây nè. Ire nè, cát nè. Cassadin Ire. Cassadin đây rồi, Ire vô đây. Ở chết 8 cho con Leona ra, chết 9 cho Wukong ra. Là đẹp. This planet will be purged of criminal filth. Như hai BF lên 9 kiếm khách. 9 kiếm khách ở đâu? Ôi ván này cân máu vậy. Tôi 66 máu rồi. Tôi trên này tôi ngồi hả? 14 chấm mấy 66 máu tập 1 phải nổi. Chín cho Thresh hả? Thresh để làm gì? Con này nó là vũ trụ ma tặc ngon hơn. Vì kẹp cái Irelia ở đây. Quan trọng là bạn được vũ trụ luôn. Cả team bạn có hút máu 15% là đã đủ cho con kêu nó hút rồi. Và đủ cho cả team bạn hút rồi. Irelia cũng vậy, không cần huyết kiếm. Irelia bạn đục đồ đam cho nó thôi. Vô cực gì đó. Cho nó xiên 3 siêu công nghệ là được rồi. 6 kiếm khách, 3 siêu công nghệ, 2 thời không, 2 ma tặc, 2 vũ trụ, 2 tiên phong. Thấy không, bạn thấy 2 vũ trụ mà nó hút không? Đây, 2 vũ trụ là đủ rồi. Đủ cho nó hút rồi. This planet will be purged of criminal filth. Thôi giáp thiên thần đi các bạn ơi. Irelia nếu có giáp thiên thần toan lắm. Cho nó sống. Tính lấy cung đi gắt thông đạo cho con này ấy, mà thôi. Nghĩ cũng được mà nghĩ cũng không. Nhiều khi cũng ngon mà nhiều khi cũng không ngon.
Ông này IR2 rồi. Mình khó được IR lắm à. Ồ, nó xin luôn kêu rồi. Khốn thế. Toàn. Nga bảo ép nó xả nữa. Toàn rồi. Ui, xem thắng luôn kìa. Have a wonderful day. Ghép rất tinh thần thì Yasuo ở nhỉ. Mũi ta. Kêu một thì kệ, kêu một bạn từ từ. Chơi game người ta chết 8, người ta xài hết tiền rồi. Người ta thắng mình là đúng rồi. Mình chơi game theo kiểu chậm, từ từ thôi. Ma lắp sớm quá, lỡ nó ra cái cung thì sao? Từ đã, lỡ nó ra cái cung cho thông đạo ngon hơn. Lắp sớm quá không được, từ từ đã. Bình tĩnh thôi, nhẹ nhàng bình tĩnh thôi. Nhẹ nhàng tình cảm thôi, không cần phải vội đâu. Xem lên trên được rồi. Biết đâu ra cái gì chuyện trực tội, thảy cho nó đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 đồ. Vẫn còn nhiều đồ mà. Tại vì ván này mình đánh chết 9 mà, mình đâu cần phải vội. Chơi game level 9 mà. Chơi game level 9 nhìn nó mới oách. Nhìn nó mới ngon lành được. Đâu ra một phát một ra hai thìa bạn. Hát à? Bạn hát ra hai thìa. Ra hai thìa tôi ghép giáp chết luôn. Gan vô cực. Quỷ thư thì chả biết cho ai. Thật. Quỷ thư không cho ai được. Vút bẫy kiếm súng. Có thể là vút bẫy kiếm súng. Cho tí vitamin thời không và hay hơn. Thời không tí đi. Tí thời không và nó hay hơn. Zeke rít phép. Không ngon. Vút bẫy kiếm súng. Leona thì không cần đồ. Cái vút bẫy ngon mà. Tên sau lên chết à? Tên này đủ 44 tiền chưa? Đủ rồi này. Vũ công. Đèo nạm đấy là được 3 đâu. Thì dư vật cất vũ công. Kêu. Dư vật cất. Vũ công rất đẹp à. Lốc kêu kìa. Stars. Phải nồi ma. Không được chơi game với nó luôn. Trời ơi, nó vô đội hình form rồi. Nguyên sàn. Nó vô form đội hình rồi các bạn ạ. Má cái đội hình nó vô form kinh quá. Vũ công. Vũ công. Threat tạm đi. Threat qua đây, Leona qua đây. Cát bên này. Kêu 2 thôi mà chỉ cần đội hình mình full 2 là được. Ôi ôi, nhìn team bây giờ hoạch thế. Nhiều thằng bắt kêu nhỉ.
À, phiêu ra tăng ngon quá. Kêu một. Ôi xoài, kêu một quả. Kinh và đại. Đùa đó. Vô cực kìa. Hai cái vô cực. Đấy, hai cái vô cực là lấy cho Irelia. Hay mà mật thám này, nếu mà mật thám thì tiếp biết đổi. Mình xài Echo hay hơn. Nếu mà lấy được cái mật thám, Irelia mật thám thì xài Echo. Thì tí mình sẽ roll được Echo, mình swap bài vô lấy siêu công nghệ, bỏ Leona. Xài Thread luôn. À, không được rồi, lấy vô cực thôi. Kiếm khách thì 6 kiếm khách, 7 kiếm khách thôi. Thôi, lấy vô cực đi cho Ire. Ire nó xiên cho thích. Lấy kiếm khách này cũng được thôi mà thôi. Lấy kiếm khách kích thánh nữ. Cũng được. Mà cũng là không được. Lấy kiếm khách bỏ gì à? Bỏ gì kích thánh nữ à? À. Cũng được. Mà thôi. Không cần đâu. Xen hoài. Xen nữa. Kêu Ire đâu. Nếu mà xài Thread, ba con ma tạc thì tí mình chơi ấy đi. Chơi Lulu hay hơn à? Xài Thread thì kẹp Lulu vào. Trời đụ có kêu một nó quạt kìa. Fiora gắn phết đấy. Anh em nhìn Fiora gắn vãi đái nó luôn đấy. Đùa đâu, Fiora nó gắn kìa. Mẹ Irelia như cái cục kích. Đây, cục công đây rồi. Hai con tiên phong, tạm đi. Đây, form bài này như thế này. Tôi chưa biết làm sao, form bài thì là như thế này. Đang form thì như thế này. Tại vì mình cũng chẳng có con gì để kéo vào thì mình xài kéo làm đéo gì. Kiếm kêu hai lẹ lẹ đi. Đi du ăn cướp. Mặt ăn cướp. Đây kêu hai. Đây form bài của mình đây. Bốn thời không, bốn kiếm khách, thánh nữ vũ trụ, nó cũng giống mình mà. Nó là một biến thể của mình thôi. Bạn chẳng là nó Wukong 2. Vọng âm à? Cho Wukong xoáy cho nhanh không? Hay cho luôn, ê cho con này đi, vừa có đam. Cho con này luôn, có đam. Chứ cho con này được thêm tí máu, chả được gì. Có mít phò mặn cái gì ông, nãy giờ kêu tôi đang một mà ông cứ đòi. Đội hình thì đang mẹ tiểu học thật công, cứ đòi mặn. Ire 1, hai con carry, hai con bạn dồn đồ đang level 1. Các bạn cứ đòi, gọi là nó mặn. Đấy, Ire 2 này, từ từ, vũ công 2 nó đi rồi biết. Thôi, Echo làm gì? Kết hai con tiên phong xứng hơn, con này có CC ngon hơn. Từ từ. Cái gì nó cũng phải từ từ. Má lại gặp con quỷ này nữa. Vãi nồi lốc kìa. Ô oh, may quá. Thôi bỏ khóa đi. Giờ mà lên kêu 3 gì nổi nữa. Wukong 2 đi. Izu ăn cứt. Giờ lo Wukong 2 thôi. Game này mày không có lên được con nào bán đâu. Wukong 2, Izu ăn cứt. Giờ chỉ lên Wukong 2 thôi. Tiên phong không tín lắm hả? Né. Ừ, tiên phong không tín thì Echo cũng được.
Thích thì mua Echo. Thôi bỏ đi, vũ công 2 đi, cả mẹ nó đi. Echo cũng được, góp tí đam. Ôi, thắng thằng này nguyên sàn luôn. Rồi, theo một thằng nữa đi. Cú công, Izun cất, cú công. Izun cất. Mà ăn cất. Izu ốc chó. Trời, con này ra nhiều, Izu ốc chó. Thằng nào xài cú công hết à? Hết rồi mà. Mấy thằng cú công chết hết rồi mà. Cay vậy. Ủa gặp nữa hả? What the fuck? Ôi, Irene nó xiên kìa. Nó xiên toàn hết mẹ luôn, trời, xuống nguyên sàm. Ông này thì thua bài pháo thủ. Thua không? Ôi, may quá ông này thắng. Ok, mình lấy thêm tập cái bút 7 nữa là đẹp. Hai nước mắt chết mẹ, nó lấy hai nước mắt rồi ngay mồm nó rồi các bạn ơi. Mình lấy quỷ thư cho cu công vậy, giảm hồi máu nó. Thôi lấy hai nước mắt đi. Đây cu công 2. Phiêu ra nó xỉa liên tục à. Chơi bình thường đi, solo gì? Thôi thua rồi. Stars hear me. À, bạn ấy thắng được mà, bạn ấy win rồi. Bài bạn ấy mạnh quá. Bài ông khỏe quá. Bài bum. Oh, má Sona, cái bài Sona không được chơi game luôn. Bài Sona này kêu phải có tích khăn.